Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, của bạn bè Nam Châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là khi cặp loa em vừa về hãng, đến từ thương hiệu là Master nha. Con này là sử dụng một bát 30 từ 19 của 16, hàng còn rất là đẹp, rất đẹp. Đây là tép từ 9, côn không biết là 44 hay là côn là 38, em chưa tháo ra. Đấy, con này bát là từ 19 nhá. À, côn 76. Màng thiết kế màu nó giống cái kiểu màng của dòng JB. Đấy, màng màu tím ngắt này, hồng tím này. Đấy, gân ba gân vải tẩm dầu, dòng hàng này là dầu nó vẫn còn dính nhá. Đấy, keo viền, keo cổ côn nó rất là đẹp này, nắp nó tròn này, này. Hàng trong tình trạng là đẹp long lanh luôn. Riêng cái này thì em không khen là đẹp long lanh nhá, cụ bát cụ tép họng kèn cái này đẹp long lanh, thùng hơi sứt sẹo tí thôi. Họng kèn của nó đây, quay trong đêm hơi tối, hẹn các bác thông cảm nha. Giá cặp này em bán giao lưu với các bác là 6.9 triệu. 6.9 triệu bao ship. Đây là bên trong thùng nó có cái lỗ cọc này, bên trong đây nó có cái phân tần. Quay đến tối nó chán quá, định là về sớm hơn để quay sớm hơn nhưng mà cuối cùng về muộn quá. Đây là Master. Mẫu đèn của nó đây là Master T12. Các bác vào website là masteraudio.com nha. Một đèn T12 này, 40Hz, 20Hz này, SPN 115dB, Intermarex 8 ohm, vào cộng 1.1, RAN Power 300W này. Loa này mà có 300W rồi, các bác tin không? Nói chung là nếu mà Master Audio, một trong những thương hiệu cũng khá là nổi tiếng trên toàn thế giới. Và cái thương hiệu này thì cái logo và thương hiệu này là của Trung Quốc. Nó khác hoàn toàn với Amate và Master Amate. Đấy, họng kèn của nó đây nhé, từ 9.5, không phải từ 10 đâu, từ 9.5. Đấy, và con bát đây, bát từ to con lớn, tép thì bé tí. Nhưng mà không chê được cái chất âm của dòng này đúng nhá. Em vừa về hàng trong buổi chiều ngày hôm nay, định quay luôn nhưng mà cơ bản là chiều nay là có mấy bác khách, mấy bác thợ đến xem cái nó ôm, và sau đó thì đi về. Nó ôm thì nô này về em phải giãn lại thôi. Ôm này em giãn lại em không bán nữa, không bán ôm nữa, ôm vớ vai vớ vẩn quá, em không muốn kể đâu. Đây là phân tần nhá, phân tần của nó đây. Bác khách nào chốt thì các bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp nhá. Em về được 2 cặp thì về trước 1 cặp đã, còn 1 cặp thì ngày mai hoặc ngày kia về. Đấy, còn nguyên trạng của nó đây, quay trong đêm này nhìn trông nó ánh sáng nó không được tươi lắm. Hôm nay phải mua con 13 Pro Max quay cho các bác xem, đẹp sắc nét chi tiết luôn, quay ban đêm như ban ngày. thế nó mới sướng, nhưng còn bây giờ quay mà hình ảnh nó xấu quá rồi, màu mè nó đã không có sáng mấy, tôi mù tôi mịt. Không kèn nó đây. Đấy, phân tần rất đơn giản nhé, phân tần đơn giản cực kỳ luôn, như tiếng này lắm. Một con bát, một con tép, một chợ, hai tụ, chấm hết, có gì đâu hết. Đấy, cộng 1.1 cộng 2.2. Đấy, bát của nó đây, còn rất là mới, cực kỳ đẹp nhé. Hàng này bảo quản rất là kỹ luôn, hàng này kiểu như là hàng đời mới. Hàng này kiểu như là hàng mới sản xuất cách đây được 4 năm thôi, 3-4 năm thôi. Đấy, ốp của nó bằng kim loại nhé. Đấy, ốp bằng kim loại, kèn nhựa. Dòng này thì tiếng tương đối hay nhé. Đó, bát 30, gần vải tẩm dầu. Đấy, bát thì từ to con lớn, tép thì bé tí, nhưng mà xịn. Bát tép BC. Đấy, em lần ngược lại cho các bác xem nhé. Thép từ con bát còn rất là mới. Đấy, thép từ con bát nó còn rất là mới, mới cực kỳ luôn, đẹp cực kỳ luôn. Nhìn cái khung xương này, xương của BC rồi. Ông nào bảo xương này của JB này gì đấy là các bác không biết rồi. Loại này em mòn mắt tìm thông tin trên mạng rồi các cái này, nói chung là cứ có cái mẫu gì gọi là tương đối với có thể bán được em sẽ tìm hiểu thật là kỹ, sau đó em lấy hàng về. Đấy, nên nói chung là dán mắt vào màn hình máy tính cũng hơi nâu rồi, không biết sắp tới có phải đeo kính không. Đây, thép tử rất là đẹp nha. Con này tiếng hay lắm nhé, tiếng nhạc nền này rất là sướng luôn. Các bác hát karaoke loa này thì có thể thêm một trầm nữa, hoặc không cần trầm, phòng bé không cần trầm, phòng to thì các bác thêm con trầm 40 nữa, 40 xịn cơ, 40 vô vẫn đừng chơi. Thép từ cũng rất là dày. Đấy,
Thép từ rất là dày, thép từ dưới, thép từ trên này. Gọi là kẹp tê kẹp nỗ này. Đó, ok nhá. 6.9 triệu bao ship. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Hôm nay quay nó muộn quá, trời tầm này tối, điện thoại nó cùi nữa, nhìn nó không được rõ. Các bác hết sức thông cảm nha.